Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại YouTube của Mobile City. Dimensity 8100 liệu có dùng được khoảng 4 năm nữa hay không? Từ 8 tới 10 triệu thì chọn máy gì không bị trễ thông báo? Và cuối cùng là nên mua Realme Q5 Pro hay là cố lên chiếc Redmi K40 Pro? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn nào muốn tiết kiệm thời gian xem từng câu một ấy, kích vào nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Huy Nguyễn. GT Neo 3 dùng được khoảng 4 năm nữa không ạ? Ok, thì với chiếc GT Neo 3, chúng ta sẽ có con chip là Dimensity 8100 được tối ưu hiệu năng rất tốt. Theo mình thì con chip này trên chiếc Neo 3 ấy sẽ phải mạnh ngang với cả Snapdragon 888. Thì sau khoảng 4 năm các bạn trừ đi nhá. 888 xuống 870 này, 865, 855 và 845. Hiện tại thì Snapdragon 845 vẫn dùng rất tốt. Các tác vụ hàng ngày thì đủ mượt mà nha, không bị giật quá nhiều, thi thoảng delay chút thôi. Còn về chơi game ấy thì các tựa game tầm trung đổ xuống vẫn chơi được. Đó, như kiểu PUBG thì vẫn quẩy 60fps ok. Có chăng chỉ không chơi được Genshin thôi các bạn nhá. Nói chung theo mình thấy, hiệu năng thì Neo 3 dùng ok 4 năm. Còn các yếu tố khác thì sao? Mọi trang bị còn lại theo mình thấy đều không có gì gọi là lạc hậu các bạn nhé. Dùng 4 năm thoải mái. Và chiếc Neo 3 cũng bán rất là chạy. Vậy nên sau khoảng vài năm nữa ấy, linh kiện cũng sẽ có nhiều trên thị trường, bạn cũng sẽ đỡ phải băn khoăn hơn. Ví dụ như kiểu dùng khoảng 3 năm ấy, thì kiểu gì chẳng phải thay pin đúng không? Thì đó cũng sẽ yên tâm nha. Chốt lại câu hỏi của bạn thì chiếc GT Neo 3 theo mình dùng 4 năm ok. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Bang Lê Anh. Con nào mà không trễ thông báo tầm 8 tới 10 triệu anh tư vấn em với. Thì theo quan điểm của mình nha, để mà gọi là chuẩn chỉ 100% không bị trễ thông báo ấy, thì bạn chỉ mua những máy không xách tay Trung Quốc thôi. Ví dụ như Samsung hay là iPhone. Chứ còn Xiaomi hay là Realme, Vivo các thứ ấy, kể cả khi các bạn áp sang phiên bản ROM quốc tế này hay là ROM EU ấy, thì trong quá trình sử dụng đôi khi vẫn sẽ bị mít nha. Mình là người dùng Xiaomi mình biết mà, áp sang ROM EU này, bật auto start, tắt tiết kiệm pin các kiểu, nhưng mà thi thoảng vẫn mít nha, hơi khó chịu một chút đó. Thì đó, mình sẽ tư vấn cho bạn một vài máy của Samsung với cả iPhone nha. Tầm giá 10 triệu đổ xuống thì chúng ta sẽ có chiếc Galaxy S21 Ultra này. Khi bạn chọn chiếc máy này thì màn hình với cả camera gọi là đỉnh chóp rồi, không thể che được các bạn nhá. Tuy nhiên về mặt hiệu năng thì lại hơi chán một chút đó. Cả phiên bản Exynos và Snapdragon 888 của S21 Ultra ấy đều sẽ không quá tốt trong tầm giá. Nhất là cái phiên bản Snap thì nó sẽ hơi nóng nha. Nên là với chiếc máy này thì bạn không chơi game nhiều thì sẽ ok, chứ còn thích chơi game thì thôi bỏ qua. Thì đây, chiếc máy thứ hai sẽ là chiếc Galaxy Note 20 Ultra, loanh quanh khoảng từ 8 tới 9 triệu. Chiếc máy này có rất nhiều điểm nổi bật nhé. Đầu tiên sẽ là về màn hình, đem lại trải nghiệm thị giác cực kỳ phê luôn. Với quan điểm của mình ấy, mình thích màn hình của Note 20 Ultra hơn cả một vài máy mới của Samsung mới ra mắt. Ví dụ như chiếc S23 Ultra chẳng hạn thì mình cũng không thích bằng. Lý do là bởi vì màn hình của Note 20 Ultra ấy, hai viền bên sẽ là cong, nhìn nó sexy hơn. Và trong tầm giá 8 tới 9 triệu thì bạn sẽ mua được cái phiên bản Snap 865 rồi. Hiện tại dùng vẫn rất sướng này, chơi game thì vẫn quẩy được on game, Genshin chơi trung bình thì cũng được. Camera cũng rất tốt nha, cảm biến chính dùng chung với cả chiếc S21 Ultra đó. Có chăng thì phần mềm của S21 Ultra ấy sẽ có nhiều tính năng với cả tối ưu tốt hơn một chút. Rồi, về iPhone thì sao? Trong tầm giá này thì bạn sẽ mua được iPhone cũ nha. Sẽ có hai chiếc máy, một là chiếc iPhone 11 Pro Max này và hai sẽ là chiếc iPhone 12. Hai chiếc máy cùng tầm giá nhưng mà theo thiên hướng khá là khác nhau. Chiếc iPhone 12 thì nó sẽ đúng trend hơn, cấn tay mà. Máy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà pin sẽ kém hơn. Được cái với con chip Apple A14 thì dùng lâu dài hơn iPhone 11 Pro Max khoảng 1-2 năm. Trong khi iPhone 11 Pro Max thì vẫn thiết kế cũ, không quá tranh xả nhưng mà được cái cầm rất là sướng nha. Và đây là cái dòng Pro nên thực sự cầm nó vẫn nặng trịch cao cấp hơn. Màn hình thì to hơn này, xem phim các thứ giải trí sướng hơn, pin cũng trâu hơn rất nhiều các bạn nha. Đó, bạn cân nhắc thử một vài máy kể trên nhá. S21 Ultra này, Note 20 Ultra, iPhone 12 và iPhone 11 Pro Max. Đến với câu hỏi thứ ba của bạn Hùng chơi game. Có vẻ như bạn này hỏi mình khá nhiều ha. Tầm này có nên mua Realme Q5 Pro không hay cố lên Redmi K40 Pro ạ? Thì theo mình là không nên cố nhá. Realme Q5 Pro rất ngon rồi. Lý do chính là bởi vì con chip Snapdragon 888 của chiếc K40 Pro ấy thực sự không tốt. Có thể trên lý thuyết hiệu năng sẽ mạnh hơn so với cả Snap 870 của Q5 Pro, nhưng mà thực tế con chip này quá nóng. Đó. Khi chơi game thì các bạn chỉ cần chơi khoảng 10 phút thôi, chắc chắn hiệu năng ấy sẽ kém hơn so với cả Snap 870. Trừ khi các bạn gắn sò chơi liên tục thì may ra mới mạnh hơn nha. Và sử dụng hàng ngày thì mình cũng thấy là chiếc K40 Pro ấy đôi khi cũng tự nhiên nóng một cách bất hợp lý. Đó. Nói chung là dùng không sướng với cả ổn định bằng so với cả chiếc Q5 Pro. Màn hình của hai máy thì như nhau này, đều sẽ là tấm nền E4 của Samsung. Cam của Q5 Pro ăn đứt nha. Thông số phần cứng thì không khác nhau nhiều, nhưng mà phần mềm của Realme làm tốt hơn. Pin sạc Q5 Pro cũng hơn, trâu hơn, sạc nhanh hơn.
Nói chung thực sự trong kèo này thì mình thấy chiếc Q5 Pro đang nhỉnh hơn khá nhiều. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận riêng của video. Giờ xin chào, bye bye.